Thưa quý vị, tại sao chúng ta niệm Phật A Di Đà? Theo kinh nghiệm của Tuyên, đó là những vị cổ Phật, là những người đã thành Phật trước Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là A Di Đà Phật. Thì những người thành Phật đó, họ năng lực cũng không thua kém gì Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay những người thành Phật đó có thể là đang làm con tôm, con tép, con cá dưới sông á, hay là con chó đang đi theo tuyên, hoặc là con rết cá. Tại sao vậy? Các A Di Đà Phật đó, trời ơi, quan tải em bé trong này nữa đó, lại vô rừng quan tải em bé nữa. Đi, let's go, Titi, this way. Những vị đã thành Phật đó muốn gieo duyên với tất cả chúng sanh, muốn cho các bạn nhận ra được tình yêu thiên nhiên động vật bình đẳng, nên họ sẵn sàng mang cái hạnh nguyện Bồ Tát làm cái con vật để chịu thọ khổ và chờ đến lúc các bạn giải cứu họ trong thiên nhiên để họ có thể giúp được bạn. Nhưng bạn không giải cứu con gì trong tự nhiên cả. Bạn hàng ngày cứ ăn, ăn và giết hại, giết hại vô ý và cố ý, nên các vị Phật rất là đau lòng. Hôm nay tôi được tự tại, không thể bệnh tật, có được thân kim cang bất hoại, sống với thiên nhiên. Nhưng mấy người ủng hộ tôi ôn? Có bao nhiêu người? Đây, ủng hộ sự mê tín đi các bạn. Đắp một cái tượng đài, xây một cái hình tượng Phật, không bằng bảo vệ một khu rừng, giúp một con vật hoang dã trở về với cái môi trường của nó. Tì. Đi, let's go.